mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Chào mừng quý vị và các bạn, mình là Diệu Ngọc. Hôm nay mình sẽ đọc cho các bạn một câu chuyện mang tên Quả báo bất kính phá hủy tượng Phật. Mời các bạn cùng lắng nghe. Đây là câu chuyện có thật xảy ra vào khoảng rằm tháng 7 năm 2014 tại tịnh xá Liên Hoa, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đang ngồi tụng kinh cùng sư phụ, bỗng có hai vợ chồng ẵm một đứa nhỏ, tay chân quặt quẹo khoảng 6 tuổi, mặt mũi ngô nghê. Mẹ của bé quỳ xuống bàn thờ Phật và thưa với sư phụ: "Con không biết làm lỗi gì mà sinh phải một đứa con trai, quanh năm nó không cười, không khóc, nằm im một chỗ, mọi sinh hoạt hàng ngày đều do con làm hết. Ba nó thì đi làm lo cho hai mẹ con, cuộc sống gia đình chúng con khổ không sao tả hết." Sư phụ tôi kêu ẵm bé tới gần sư phụ, tự nhiên nó khóc thét lên, khóc như chưa bao giờ được khóc. Ba mẹ nó ngạc nhiên vì từ trước tới giờ nó chưa hề khóc hay cười một tiếng. Sư phụ mới nói rằng: "Đứa bé này kiếp trước là quân lính, nghe lệnh vua đốt chùa, đốt kinh đập phá tượng Phật, bắt sư hoàn tục, nên kiếp này phải bị như vậy, không có trí tuệ và phải nằm một chỗ." Lúc đó tôi mới hỏi thầy: "Tại sao lại bị như vậy? Vì nếu không nghe lời vua thì sẽ bị chém chết. Đáng lẽ ông vua đó bị tội thôi. Người lính ngày xưa có câu: quân sử thần tử, thần bất tử bất trung mà sư phụ. Sao người lính cũng bị cộng nghiệp luôn?" Sư phụ mới giải thích cho tôi như vậy: "Này Phúc Diệu, giả sử như con đi chợ, con mua cá nhưng con sợ tội sát sinh, con nhờ người bán cá làm cá giùm. Người bán cá cũng biết đập đầu con cá là mang tội, nhưng vì cái nghề kiếm tiền để nuôi bản thân và gia đình nên họ phải làm, chứ họ cũng sợ lắm. Cũng giống như anh lính đi lính được vua trả lương, nghe theo lời vua làm chuyện có tội thì cộng nghiệp chung. Giống như người ăn cá và người làm cá đều bị tội hết." Sau đó sư phụ nói với ba mẹ đứa bé: "Hai vị từ nay hãy ăn chay, làm phước tụng kinh hồi hướng công đức cho đứa bé này, để cho nghiệp của nó tiêu bớt, bệnh tật cũng từ đây mà tiêu trừ." Đứa bé bỗng nín khóc, ba mẹ đứa bé chắp tay cung kính tin nhận lời sư phụ. Nhân đây sư phụ cũng có lời khuyên đệ tử khi đến các ngôi chùa không được tự ý lấy những vật trong chùa dù nhỏ nhất. Khi được chùa mời dùng cơm, ăn xong mình cúng dường lại ít tiền cũng được. Không leo trèo lên cây hay ngồi lên tượng Phật, thấy chùa có rác hay dơ chỗ nào thì mình cầm chổi quét, công đức vô lượng. Bất kính tam bảo, phá hủy kinh tượng Phật là những tội trọng, phải đọa địa ngục lâu xa, hành hình liên tục không gián đoạn. Cũng như trong chuyện trên, bệnh tàn tật không trí tuệ ở cõi người chỉ là hoa báo, quả báo chắc chắn sẽ ở trong địa ngục chịu muôn vàn thống khổ. Nguyện cho những ai từng phạm phải sai lầm này có thể hồi đầu sám hối, những người chưa từng gây lỗi đọc được bài viết này có thể nhân cơ hội mà tránh không phạm vào những ác nghiệp như thế này. Câu chuyện trên đề cập đến tội ác tiền kiếp của người con, nhưng cha mẹ đứa bé hàng ngày phải cực nhọc khổ tâm khi nuôi nấng đứa bé này thì cũng không phải là không có nguyên nhân. Phước đức và nghiệp chướng của một người có thể ảnh hưởng tới những người xung quanh, gồm cả ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu, lẫn cả những người sống gần ta như hàng xóm, đồng nghiệp. Có những cách ảnh hưởng như sau. 1. Đồng thanh tương ứng. Ông bà cha mẹ tạo phước thì nhân quả sắp xếp cho họ sinh ra những người con, cháu đã tạo phước trong quá khứ. Khi sinh ra, chúng được sung sướng, vinh hiển, phước đó tự chúng đã tạo trong quá khứ. Còn ông bà, cha mẹ, do cũng có phước nên sinh ra con cháu vinh hiển để được hưởng tiếng thơm. Ngược lại, ông bà, cha mẹ tạo ác, nghiệp cũng tương tự như thế. Sẽ chưa cảm sinh ra những người con cháu cũng từng gây nghiệp từ các kiếp xưa, nay đến lúc chịu quả báo, mỗi người tự chịu những gì mình đã tạo. Do nghiệp quả tương đồng nên sinh chung vào một nhà, một tập thể. 2. Các vị đã tạo công đức tái sinh làm cháu chắt của chính mình để hưởng phước. Làm ác thì ngược lại, nay sinh ra với thân phận con cháu và chịu nghiệp khi xưa đã gây ra. Người không biết thì cho rằng cha ông làm con cháu chịu, nhưng thực ra cũng chính là một người, chỉ là đầu thai với thân phận khác mà thôi. 3. Chiêu cảm tội phước.
Người có phước lớn hoặc nghiệp nặng có thể chiêu cảm khiến cho phước hoặc nghiệp xấu của người xung quanh trổ ra khi họ xuất hiện. Như một người cha làm việc ác quá lớn, sau đó một thời gian con anh ta bị tai nạn chết. Đáng lý, đứa con phải hai kiếp sau mới bị tai nạn chết, nhưng nay quả báo ấy trổ ra luôn ở hiện tại. Thực ra phước hay tội tiềm ẩn của mỗi người đều rất nhiều. Đứa con đâu có thiếu gì nghiệp ăn mặn sắc sinh từ vô lượng kiếp qua. Hay một người chồng do phước báo lớn nên chắc chắn lấy được vợ đẹp, nhưng khi lấy vợ anh ta lại chọn một người nhan sắc bình thường, không đẹp. Một thời gian sau dung mạo của người vợ sẽ thay đổi, trở nên xinh đẹp. Đó là do phước của người vợ. Có điều đáng lý phải ba kiếp sau cô ta mới được đẹp như thế, nhưng do phước của chồng chiêu cảm khiến phước của cô ta được trổ ra sớm. Có một số người rất đặc biệt, đi tới đâu là mọi người xung quanh xui xẻo đến đó, cũng do nguyên lý này. 4. Bình thông nhau. Do có duyên sâu nặng và lợn lần với cha mẹ, con cái có thể chịu tội thay cho cha mẹ. Sự chịu tội này coi như trả xong món nợ với cha mẹ. Thường thì ta sẽ gặp trường hợp ngược lại, là do cha mẹ có nợ với con cái, nên phước của cha mẹ con cái hưởng là của thừa kế. Đây coi như là trả nợ. Các chúng sinh có duyên nợ sâu đậm với nhau cũng tương tự như vậy. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những câu chuyện sau. Ha ha ha, 问什么的说呵。